Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Kênh Hai. Chiều thứ ba ngày 27 tháng 2 năm 2024 từ thành phố Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam. Hôm nay xin trở lại câu chuyện chính trị của nước Mỹ liên quan đến Đảng Cộng hòa. Đảng Cộng hòa đã có cuộc bầu cử sơ bộ ở tại South Carolina rồi. Vậy thì kết quả như thế nào? Kết quả thì cựu tổng thống Donald Trump là người đứng hàng đầu. Kế đến là bà Nikki Haley, còn những người khác con số rất là nhỏ. Theo kết quả thì cựu tổng thống Donald Trump được 59.8% tổng số phiếu và bà Nikki Haley được 39.5% tổng số phiếu. Tổng số phiếu là khoảng chừng như vậy là 800.000 khoảng 800.000 thì cựu tổng thống Donald Trump đã được 451.905 phiếu của đảng Cộng Hòa ở sơ bộ đó. Và bà Nikki Haley là 298.674 phiếu. Rồi những người khác đi theo nhưng con số rất là nhỏ như là thống đốc Ron DeSantis thì chỉ có 2.951. Ông Vivek Ramaswamy thì có khoảng chừng 726. Ông Chris Christie chỉ có 600 57 đó là ba người đã rút tên tranh cử rồi ba người đó còn những người mà vô danh thì chỉ được vài trăm phiếu bà Nikki Haley từng là thống đốc của tiểu bang này bà đã là thống đốc của hai nhiệm kỳ sau khi mà cựu tổng thống Donald Trump đắc cử vào năm 2016 thì có mời bà và chỉ định bà làm đại sứ của Mỹ ở tại Liên Hợp Quốc. Bà làm đại sứ của Mỹ ở tại Liên Hợp Quốc hơn một năm thì bà xin rút lui về để bà ở ẩn. Nhưng rồi đó, khi biến cố 6 tháng 1 năm 2021, bà đã bày tỏ là bất mãn với cựu tổng thống Donald Trump cho rằng cựu tổng thống Donald Trump ứng xử không có được tốt. Và vì vậy thì cựu tổng thống Donald Trump đã coi bà như là kẻ phản bội. Dẫu vậy, trong cuộc bầu cử năm nay, đó bà coi như là đứng hàng thứ hai sau cựu tổng thống Donald Trump và cũng có lần người ta đồn rằng cựu tổng thống Donald Trump cân nhắc mời bà muốn làm liên danh phó cho cựu tổng thống Donald Trump, giàu rằng bà có nói rằng là tôi không có đứng liên danh với ông ấy nữa và con trai của cựu tổng thống Donald Trump là ông Donald Trump Jr. thì nói rằng không thể nào mời một cái con người phản bội như bà ấy đứng trong liên danh được dẫu vậy thì chúng ta thấy rằng là trong đảng cộng hòa họ nói rằng cựu tổng thống donald trump nên mời bà ấy đứng trong liên danh phó có một khuôn mặt phụ nữ như bà sẽ được rất là nhiều phiếu của những người độc lập điều đó thì xin hãy đợi trong những ngày tới cựu tổng thống donald trump tuyên bố như thế nào bây giờ cuộc tranh cử vẫn còn đang tiếp diễn bà nikki haley ở tại South Carolina là được coi như là 39.5% tổng số phiếu của của đảng Cộng Hòa đó trong kỳ bầu cử sơ bộ. Thì đó là một điều cũng khá ngạc nhiên cho nhiều người. Họ nói bà, thứ nhất là cựu thống đốc ở nơi đây thì đáng lẽ bà hy vọng nơi đây là nhà của bà. Thì bà phải đạt được nhiều như thế chứ, nhưng mà nhiều người nói ảnh hưởng toàn nước bà không có cửa, bà không có cửa. Chính hai anh em dòng họ Koch là những người làm truyền thông như là Newsweek ấy, thì đã tuyên bố là không có yểm trợ cho quỹ tranh cử của bà nữa. Những người mà đảng Cộng hòa nhưng mà không ưa cựu tổng thống Donald Trump ấy, như là hai anh em dòng họ Koch họ cho rằng là bà không có cửa. Nên họ rút lui thì bà khó mà có thể tiến tới được lắm. Nhưng bà nói, bà vẫn giữ nguyên là vẫn tiếp tục. Cho đến khi nào bà cảm thấy không được nữa thì bà mới bỏ cuộc. Giờ phút này bà vẫn tiếp tục. Chúng ta biết ở bên Mỹ, cái ngày bầu cử sơ bộ mà họ gọi là Super Tuesday. Tên là cái ngày bầu cử sơ bộ sắp tới đây là vào ngày 8 tháng 3 năm 2024 thì à, lúc đó đó có lẽ là khi bầu cử xong rồi đó bà mới bỏ cuộc là vì sao vì bà còn hy vọng vào ngày đó bà còn sẽ được có những cái sự ủng hộ của một số cử tri ở tiểu bang khác thì bà mới đánh giá được dẫu vậy đảng cộng hòa đó dưới sự chỉ đạo của một người chủ tịch đảng cộng hòa là bà ronald ronald mcdaniel bà này đánh giá tình hình này là nguy hiểm không thể được nên bà tuyên bố rằng là sau ngày bầu cử Super Tuesday và ngày 8 tháng 3 đó, thì bà sẽ rút lui bà không còn làm chủ tịch đảng Cộng Hòa nữa. Mà bà giao cái chức đó cho những người ủng hộ và trung thành với cựu tổng thống Donald Trump. Bà nói rằng là bây giờ đó đảng Cộng Hòa không còn là đảng Cộng Hòa nguyên thủy. Nguyên thủy thì không còn. Nhưng mà đảng Cộng Hòa cửa cái gì đó có khuynh hướng mới của cựu tổng thống Donald Trump bà bó tay bà không chịu nổi được bà nói rằng là với sự lãnh đạo của bà thì bà không thể nào mà đi theo cái gì đó cái khuynh hướng chính thống của đảng cộng hòa xưa mà phải đi theo cái gì đó của cựu tổng thống donald trump thì hãy để cho cựu tổng thống donald trump những người trung thành với cựu tổng thống donald trump lãnh đạo thì mới được dự trù những người sẽ thay thế sau ngày đó Thứ nhất là ông Michael Wattley Hiện nay ông là chủ tịch đảng Cộng Hòa ở tại North Carolina. Ông sẽ lên thay thế bà và sẽ là chủ tịch của đảng Cộng Hòa toàn quốc. Thứ hai, cái người cố vấn cho ủy ban tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump là ông Chris là Civita. Thì ông sẽ đóng vai là đồng Đồng chủ tịch Và thứ ba đó là con gái Con dâu Con dâu của cựu tổng thống Donald Trump Là bà Lara Trump Cũng sẽ đóng vai là Đồng chủ tịch Ba người này Vậy thì ba người này sẽ thay thế cho Ban chấp hành của đảng Cộng Hòa Trung ương Kỳ tới dưới sự lãnh đạo Bây giờ là bà Ronna McDaniel Bà này chịu không thấu Bà nói rằng thôi hãy để cho đảng Cộng Hòa nó được theo cái khuyên hướng của cựu tổng thống Donald Trump Thì để cho những người mà trung thành với cựu tổng thống Donald Trump Sắp xếp điều hành Gây quỹ Lý do là Năm vừa rồi đó dưới sự lãnh đạo của bà Quỹ mà gây quỹ được cho đảng Cộng Hòa Chỉ lên tới có 87.2 triệu Mỹ Kim Và bây giờ xài hết rồi chỉ còn có 8 triệu thôi Như vậy là rất là thấp về vấn đề tiền mà điều hành trong quỹ nó còn ít quá bà cảm thấy rằng những người mà muốn ủng hộ đảng cộng hòa nguyên thủy chân chính nó không còn nữa hãy để cho những người mà ủng hộ cho phía của cựu tổng thống donald trump lãnh đạo thì hy vọng đảng cộng hòa có thể có thêm ngân sách chứ còn bây giờ thì rất là kém cỏi vậy thì nếu mà sau cuộc bầu cử sơ bộ Super Tuesday ngày 8 tháng 3 đó mà những người theo phía của cựu tổng thống Donald Trump lên lãnh đạo đảng Cộng Hòa toàn diện từ trung ương xuống tới địa phương như vậy đó thì không có cách nào cho bà Nikki Haley có cửa nữa hết. Bà hy vọng như thế nào đó thì bà hy vọng. Chứ còn rõ ràng bây giờ những người như hai anh em họ Cox đã rút lui không có yểm trợ cho bà tài chánh. Thì bà lấy đâu có tài chánh để mà tranh cử. Hơn nữa đó, tại tiểu bang nhà của bà, nơi bà từng là thống đốc, bà rất là nổi danh nơi đây, mà bà còn thua tiếng Anh họ gọi là double digits, tức là hai con số. Hai con số ở đây là thua cựu tổng thống Donald Trump cách xa là 20%. Thì bà làm sao bà có cửa ở những tiểu bang khác. Đó là liên quan đến đảng Cộng Hòa cuộc bầu cử sơ bộ như thế đó thì hầu như người ta nắm chắc trong tay cựu tổng thống Donald Trump sẽ được đảng Cộng Hòa đề cử chắc chắn là như thế rồi để mà tranh cử với đương kim tổng thống Joseph Biden vào tháng 11 này hai người sẽ tái đấu với nhau đây là một câu chuyện có một không hai trong lịch sử của nước Mỹ trước đây sẽ là một cuộc đấu màn hai rất là hôi hộp, hấp dẫn. Và đương nhiên từ đây tới đó còn nhiều chuyện xảy ra tôi sẽ tương trình và có góc nhìn của tôi gửi đến tất cả quý khán giả. Chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp quý khán giả trong chương trình sau.